Tiếp tục em Queen lại chạy cánh ở khu vực hướng còn lại về hướng 3 giờ. Toàn bộ la lô lại ủi vào hướng từ 12 giờ đi lên. Anh em vào chọt mấy đại bàng gái. Inferno 1 giờ đang đốt Ice Golem cơ mà. Sợ gì? Ta cùng đến với trận thi đấu của Nidbrack. Và đây là một trận đánh bằng Inferno Dragon. Bạn ấy đầu tư cả rơi luôn để nhiễu không ạ? Úi rồi, tiêu diệt được cái Edifend ở hướng này cho khí cầu chiến cắm thẳng vào luôn. X-Bow để mặt đất thì trong này khả năng là Sneaky Goblin rồi, bởi vì không thể có cuồng nộ khu vực này. Ok luôn bạn ạ. Đấy, đã xong khu vực nhà chính rất gọn nha. Tiếp tục là những em Plun và Inferno Dragon vào tiếp tục ở góc hướng 12 giờ. Xong luôn. Royal của đội bạn này. Chỗ này bật gồng quần giáo rất sớm. Inferno một tia không sợ. Đầu tư cái đóng băng X-Bow mặt đất. Lính thủ nhà trong turn này đó chính là Rocky Super Minion, nhưng mà đã bị dính độc rồi. À, bạn ấy sử dụng hồi máu cụm này. Chỗ này bạn sử dụng hồi máu các sếp này, không phải là sử dụng bình cuồng nộ đâu. Đầu tư tiếp pha đóng băng nữa, bịt máy bắn đá lại rất gọn. Kinh với cả Queen đang ăn ở khu vực góc hướng về 9 giờ. Quang xương để nhiễu liên tiếp luôn. Thanh niên kinh 80 của đội bạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Các em rồng đấy được bơm đồ liên tục, đóng băng Inferno liên tội. Vẫn đang còn hai bình xương để nhiễu Queen và máy bắn đá trong tuần này đây này. Bắt Queen. Úi giời, đốt cho vòng một nốt nhạc tím luôn ấy. Electro với cả quản giáo rất nhây rồi, đã bắt được em Queen. Royal Champion chưa gồng luôn các bạn. Đấy, bây giờ bắt đầu mới thả Royal ở đây này, đưa hai em xương ra để nhiễu mấy thứ kia. Ui rồi, thoải mái chiến đấu trong turn đánh này. Một trận đánh rất tốt đến từ Nidbrack. Bom bẫy khá nhiều nhưng mà tôi không sợ, chúng tôi ăn được hết. Ở cái vòng chung kết thế giới này càng cò lắm, xem nhiều trận hay lắm các sếp ạ. Hôm đấy xem trực tiếp nhiều khi bỏ lỡ một số tình huống, bây giờ ngồi xem lại thấy hay. Trận nào hay thì làm video cho các sếp. Ôi, giao bánh quá thành công luôn. Em Queen còn chưa cả gồng trong tuần này. Một trận thi đấu 3 sao nét đến từ Nidbrack rồi. Nhưng tuy nhiên tất cả vẫn đang chờ đội này và chỉ về nhì thôi. He he. Rồi, ui giời, thanh niên phấn khởi quá nha. Ấy, khẹt đấy. Ok luôn bạn. Và một trận mở hàng như thế này, tâm lý cho anh em phía sau cũng đỡ khổ. Rồi, uy tín luôn. Xin chúc mừng sếp nhá. Đấy, chúng ta chuẩn bị tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo nào anh em ơi. Ok bye bye. Đây, tiếp tục là trận thi đấu D-Queen Lalo đến từ Kazuma. Ok luôn. Đi ở khu vực góc dưới, cho Queen vào chỗ khu vực nhà chính cho nó yên tâm nào. Đấy, vẫn chưa đến tầm bắn của X-Bow đâu. Đầu tư tiếp một Bloom vào thăm dò, đưa Baby ra cắt góc. Chỗ này có khá nhiều đồ chơi luôn. Ok luôn bạn ơi. Úi dồi ôi, tầm quất phát nào cho nó uy tín nào. Không, bơm cuồng nộ đi chứ sếp. Bơm cuồng nộ vào đi chứ sếp ơi. Úi dồi ôi luôn này. Lụm đi, lụm đi. Em Queen vẫn đang rất từ tốn. Có cái gì cắt đây để cho em Queen vô không sếp? Đầu tư tiếp một Bloom để thăm dò này. Rồi, chuyển hướng. Vẫn đang đi. Kích hoạt khu vực nhà chính lên nữa thì đau đầu đấy. Em Queen đã lọt khe vào trong rồi. Như vậy tầm này bạn chơi xe phóng gỗ để ủi ạ. Bịt độc khu vực nhà chính, bịt đóng băng lại bởi vì là nhà chính nó sẽ tiêu diệt mất mấy em hồi máu. Vẫn đang ủi tốt em Queen ơi. Thông sang bên kia để ăn Inferno một tiền nữa thì đúng là càng. Đầu tư pha đóng băng trước đã. Đã ủi bay cả Inferno một tia. Rồi, uy tín luôn bạn. Vâng, ca này dính độc một chút xíu không sao. Anh em bên kia bạn bắt đầu vô rồi. Kinh đang cắt ở khu vực góc 9 giờ. Ô quần giáo cũng thả vào đây luôn á. Ô Royal Champion luôn. Và như vậy là không cần gồng quản giáo luôn. Headhunter đã có mặt.
Wow, không kinh ở đây này. Trời ơi, queen của đội bạn đứng bắn chùa khá nhiều. Queen bên chúng ta bên đây vẫn đang quạt tốt. Ok. Lum xe không chết. Liên tiếp là những em balloon được thả bình tĩnh, từ tốn, không vội vàng một chút xíu nào. Cứ từ từ là ủi thôi. Đã xong cả Inferno nhiều tia. Vâng, toàn bộ anh em đang ở góc khu vực hướng 12 giờ kia kìa. Còn giáo để chế độ đi bộ và bốc luôn cho khét. Em Queen đang bắt được cái máy bắn đá bởi một pha tàng hình. Núp, hay quá. Expo mặt đất, gồng Queen nữa là xong chứ gì. Lụm luôn cái E này cho mấy em Blue nó khỏe. Úi giời. Bơm tiếp cuồng nộ nữa đây này. Sợ chưa? Vâng, một trận đánh rất tự tin đến từ Kazuma. Uy tín quá sếp ơi. Xin chúc mừng anh em Queen Walker có một trận đấu 3 sao tuyệt vời nha. Hợp lý quá. Đánh rất bay luôn anh em ạ. Đây là một trận đánh Skelly Mastock đến từ Chrono. Wow. Hay đấy anh bạn. Hay đấy, hay đấy. Các bạn có thể thấy là bạn ấy sử dụng tàng hình cuồng nộ để ăn được cái lều thợ xây chiến đấu không? Bắt được Hội Thành và Inferno rồi. Như vậy là cũng đã rất là thành công. Trận này bạn đánh 35 ở đây và khả năng là có 9 hawk ở trong đơn vị lính Hội Thành hay không thì chưa biết. Ok luôn này. Những bình xương vẫn đang nhiễu tốt ở trong tình huống này. Máy bắn đá với cả Queen đang cố gắng chống trả. Onin rất nhiều đồ chơi ở đây. Xe bò mà được đầu tư như thế này khả năng không phải hawk rồi. Úi rồi. Vào quay úp shot máy bắn đá với cả em Queen gây những sát thương lên những công trình gây sát thương đam lan là rất tốt. Như vậy là hóp vô luôn, mặc dù là chưa xử lý xong đại bàng, nhà chính cũng chưa được gì cả, nhưng mà thôi kệ. Ui rồi, Châu Bố Hụng đã ủi thẳng vào khu vực nhà chính luôn. Ở trong đấy là những em gì đấy, Zeti à? Úi rồi rồi, càng có phết nhỉ. Tất cả vẫn đang rất nỗ lực thi đấu và cố gắng lên nào sếp ơi. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của khu vực nhà chính đã bay màu. Những em Hawk vẫn đang nhảy, hồi máu vẫn đang còn và vẫn đang còn một bình tàng hình nữa. Bởi Hawk dính độc một chút xíu rồi nhưng mà bơm ngay bình hồi máu ở đây cho các bạn ấy tỉnh ngay. Em Queen chưa gồng và Royal Champion cũng vậy. Queen bật đồ chơi lên thôi, gồng đúng rồi. Vâng, một máy bắn đá đang đứng chờ sẵn ở trên kia như cái máy xay thịt vậy. Úi dồi ôi. Xúc đi nào bạn. Tàng hình tốt luôn cho Royal Champion trong tên này để xúc vào. Đưa một số em ra để nhiễu. Đấy, Electro đứt. Chờ tớ tí. Úi giời. Ừ, gáy khét nhỉ. Ấy, gáy khét đấy. 50 mấy giây là thoải mái. Tự tin quá. Ê, anh bạn ơi. Và mở hàng thứ hai cũng khá ổn áp. À, xin chúc mừng sếp với một trận thi đấu Skelly Mastock rất thành công. Sếp gái càng quá ấy, đấy 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 anh em thấy ấy bằng chiêu bằng chiêu ấy trời bày này dễ đùa. Mấy thanh niên gái căng như thế này hay về nhì lắm. Vâng, mà thực tế chứng minh là như vậy rồi. Ok sếp ơi. Và tiếp tục là một trận thi đấu bằng đi Queen Lalo đến từ Gaku. Và bạn ấy đang đầu tư đi Queen ở khu vực góc 9 giờ luôn. À, vào khu vực nhà chính này trước cái sếp này. Ừ, có Zeti đang cắt khá mượt ở đây. Ok. Balloon và liếc các thứ vẫn đang quẩy tốt lắm. Úi rồi rồi luôn. Bơm em Queen vào này. Quẩy nhấc người này. Rồi tàng hình để em Queen vô và cực kỳ thao tác tay là quá tốt luôn. Ô, như vậy là đầu tư kinh với cả là quản giáo của khu vực góc dưới và Royal Champion cũng vậy luôn. Pha đi quân rất đột biến đến từ xem Gaku. Ui dồi ôi. Ui ngon luôn nha. Căng thật sự. Nhồi khí cầu chiến vào luôn trong tơn đánh này. Bắt luôn ông gồng quản giáo để cho khí cầu chiến nó đi sâu và kinh nó vào nó lụm được em Queen của đội bạn. Đại bàng cũng đang bị xử lý. Headhunter cũng vào đang bắt anh King của đội bạn luôn kìa. Úi dồi ôi, phải nhân bản cụm Việt Trọng quá hay luôn trong tuần đánh này. Vâng, lối đi quân rất dị. Đại bàng bay màu luôn rồi. Rồi Champion vẫn còn. Em Queen thì vẫn đang ổn áp ở khu vực phía trên hướng lên 12 giờ.
Tất cả anh em nằm ở dưới đi nào. Úi dồi ôi luôn ạ. Balloon mà liếc các thứ vào. Rồi, la lô cũng có luôn. Bịt lại. Úi dồi ôi luôn ạ. Vẫn còn pha đóng băng ở đây. Kèo này sẽ như thế nào nữa nào? Bịt tiệp. Úi dồi, chí việc bịt mày bắn đá cái bầu thôi. Thoải mái chiến luôn. Úi dồi, quản giá vẫn quá khỏe. Xếp gà cù múa thì anh em tự tin lắm. Đánh như thế này mà không vô địch thì nó lại hơi phí. Ui giời, Edifan tầm này ư. Chúng ta bục được hết. Ai xời. Xin chúc mừng gà cù trận thi đấu đánh dư cần gần cả phút luôn kìa các xếp kìa. Uy tín thế cơ mà. Rất hay nha. Idol Star lại múa Skelly Donut La Lô rồi. Vâng, có cái bay nào chống sếp này để không đánh cái combo này không ta? Úi rồi ôi luôn này. Rồi cho những em xương lọt đúng ở trong cái ô kia luôn. Thả tàng hình cũng rất khéo để lụm cái Inferno nhiều tia ở bên này. Úi rồi ôi. Queen của đội bạn đứng tranh thủ bắn chùa phết nhỉ. Vâng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tờ đánh này. Đầu tư kinh ở khu vực góc dưới 6 giờ rồi. Bởi vì E Defense này đang Ali mời mời khu vực góc dưới này thì sẽ bay màu cái E sớm rồi. Queen đâu xếp? Đây rồi, có Queen ở đây. Thế ai chạy sang bên kia để ăn cái E? Úi rồi, gồng kinh luôn. Barbarian có chạy ra ngoài không? Bọc kinh của đội bạn đã. Đại bàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cũng đã bay màu rồi. Chưa làm ăn được gì đã mất chim rồi. Đầu tư xe phóng gỗ rồi cắt này. Ấy sao mà kinh đã ủi. Ui nó ủi bay luôn mà máu vẫn đang còn xanh. Royal Champion với cả là Golem đang hoành tá tàng lụm ở đây. Các bạn có thể thấy là xe phóng gỗ đang bắt được cái Inferno nhiều tia một cách rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, nó bắt xong thì nó hy sinh. Sang bên kia nó ủi luôn này. Những đơn vị lính ở trong xe phóng gỗ nó sẽ bắt được em Queen. Vâng, ngon nữa thì lại ủi luôn được cả cái Inferno một tia thì quá uy tín luôn. Úi dồi ôi, hút được bom đen bom đỏ. Quá hay, Zeti chạy vào tầm quất em Queen này. Đốt 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 cả Inferno một tia ông xếp bằng toàn bộ balloon lava nó vào hướng ở khu vực góc 12 giờ có quản giáo luôn rồi. Royal Champion kia. Đúng rồi, giao bánh không xếp. Không, chắc là không cần. Lì đòn lắm. Rồi, tuyệt vời, chuẩn bị gồng quản giáo trong tuần đánh này. Đi qua thung lũng qua này quả uy tín luôn. Thêm cái tốc nữa chạy cho nó bon. Gồng, ui đẹp thật sự. Headhunter vào một mớ Headhunter để vào tiêu diệt em Royal Champion của đội bạn khu vực góc hướng 9 giờ này đây. Ừ, Royal Champion không biết thọ được mấy nhịp đây. Ui rồi hai loạt bắn, ba loạt bắn là đi rồi, ba loạt bắn là đi bụi luôn. Rất nhiều anh em ở đây khét lên lẹt. Úi rồi ôi luôn này. Bịt lại. Quá nhiều balloon và cái air defense ở khu vực cuối cùng này thì bắt đầu bạn mới xử lý. Cứ tưởng là nó sẽ bị bay màu ngay khu vực đầu rồi nhưng mà không, thọ đến cuối luôn. Khét đấy, khét đấy. Uy tín luôn, xin chúc mừng Idol Star. Yeah. Đây là một trận đi Queen nhưng lại có bốn bình tàng hình. Vâng, khả năng ấy, vừa đi Queen thì vừa Skelly Donut Lalo đến từ Idol Cloud. Bởi vì các bạn có thể thấy là Inferno nhiều tia và hội thành rất gần nhau. Cả Inferno một tia nữa. Không biết sếp ấy sẽ biểu diễn như thế nào đây. Vậy là dắt Queen và bốn em hồi máu ở khu vực góc 6 giờ. Đầu tư Barbarian ở đây xem có gì không. Sneaky Goblin đã dọn kho rất đẹp nha. Ở đâu? Đây là đi quản giáo đấy chứ. Vâng, các bạn thấy không? Quản giáo đi ở đây và Skelly Donut ở khu vực hội thành. Có ăn Inferno không? Bốc Inferno gì đây? Nhiều tia đã bay màu. Ảo thật. Úi rồi, Baby Tiểu Long đã có. Như vậy bạn ăn được hết cái Inferno và ăn được hết hội thành rồi. Quản giáo kết hợp với cả xe phóng lửa dọn cỗ khu vực góc hướng 6 giờ bay nhà chính các thứ ở đây nữa. King Queen sẽ chạy vào đâu? Chạy vào hướng kia để ăn đại bàng sớm hay gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi idol múa nha.
Quản giá nó chọt cho vài phát, khi mà ăn được cuồng nộ này nó chọt nhanh lắm, kẹp thêm cả vầng xe phóng lửa nó nện ở kia rồi. Rồi tím. Quản giáo bình tĩnh nào. Bạn rất từ tốn đúng không ạ? Để xem kết luận quản giáo sẽ đi về đâu, rồi thả King Queen theo hướng bên đó. Càng thật. Đà như vậy là đồ dồn anh em vào hướng 9 giờ rồi. Có mặt King ở trong trường hợp này luôn. Golem vẫn đang quạt nhá. Rồi champion cũng vô luôn. Mà Queen thì chưa thấy đâu. Ui dồi ôi, các bạn có thể thấy là pha gồng này nó phá hủy tan tác một hướng ở góc 9 giờ này luôn rồi. Đấy, ui tốt Valkyrie các thứ này. Đấy, ui dồi ôi, Golem bay màu nhá. Tiếp tục em Queen này chạy cánh ở khu vực hướng còn lại về hướng 3 giờ. Toàn bộ la lô lại ủi vào hướng từ 12 giờ đi lên. Anh em vào chọt mấy đại bàng gái. Inferno 1 giờ đang đốt Ice Golem cơ mà. Sợ gì? Mải đốt nó không không để ý anh em Balloon đang chạy những người khu vực góc dưới. Áp rất sát rồi. Áp rất sát trong tuần này và chưa gồng quản giáo không ạ? Ô, quá ghê. Đánh đến hết trận bạn còn chưa gồng quản giáo thế này thì trời đỡ à sếp. Ui rồi ôi. Hay thật sự chứ. Một trận đánh quá cảm xúc đến từ cả Cloud. Đánh thế này thì đỡ kiểu gì, vẫn đang còn một bình tàng hình chưa xài và kỹ năng của Royal cũng vậy. Ui thôi 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 bật dao bánh đi sếp ơi. Đánh thế này thì nhật sếp rồi. Dao bánh luôn cho khét nào. Hay làm nốt công trình nữa rồi mới giao. Ui trời ơi. Quá hay luôn đến từ sếp. Tiếp theo là trận đánh của Fulusi. Đi Queen với cả là kỵ sĩ. Ồ, bạn đưa thả đá vào rất sớm luôn để ăn cái máy bắn đá bên kia. Như vậy là đầu tư Zeti cuồng nộ để phá khu vực đấy thôi chứ còn gì nữa. Chứ chẳng có cái nào lợi hơn đâu. Ôi trời ơi, có cả xoáy ở đây mới láo chứ. Gặt thật. Đấy, Zeti vào nó tầm quất tốt luôn. Và bây giờ đầu tư em Queen này bắt Headhunter tốt trong turn đánh này. Đấy, một hit nằm. Archer đang hỗ trợ và Minion cũng có luôn để xử lý mấy em râu ria ở khu phía ngoài. Chứ mấy em ấy mà để cho tự do mà bắn thì cũng hẹo hết cả hồi máu đấy. Rồi cố lên em. Rất bình tĩnh trong turn này nha. Những tình huống đầu không vội được đầu sếp ạ. Xử lý lỡ một cái thôi là bốc ruốc ngay nên cứ phải bình tĩnh. Tiếp tục trong turn đánh này nào. Bloon bloon bloon. Úi giời. À, ích bầu mặt đất. Bạn chờ tớ tí, đầu tư hai em bloon để xem ở chỗ này có đồ chơi gì không. Hai thợ xây nó đang sửa cái cannon chứ. Ảo thật đấy, sửa nhanh lắm. Queen bắn mỏi tay chưa kịp rồi. Rồi đã dứt được quả nhà chính đỡ sợ hơn. Và như vậy là quăng xương luôn vào để nhiễu. Và các em kỵ sĩ Bloom kẹp với cả quần giáo đồng vào góc 9 giờ. Em Queen đang tập trung nỗ lực hút đàm. Ui, gồng quần giáo trong tơn đánh này. Vì đây là một vị trí và thời điểm khá là nhạy cảm. Rất nhiều công trình phòng thủ đang tập trung bắn vào các em ấy. Em Queen vẫn đang được bơm tích cực luôn. Thanh niên King chưa thấy dấu hiệu vào đâu cả. Rồi chạy trên hướng góc 12 giờ chạy vô rồi. Inferno 1 tia đang đốt. Bạn có đầu tư đóng băng không? Đóng băng để cứu không? Chắc chắn là có rồi. Royal nó quan trọng lắm. Royal của đội bạn chạy đi đâu? Một pha Queen rệt Royal lụm luôn. Em Royal bên này cũng sẽ giao bánh thôi. Úi trời ơi. Tưng tưng tưng. Rất nỗ lực thi đấu nhá. Úi trời ơi, trong tơn đánh này này. Rồi thanh niên. Mặc dù trận thi đấu 3 sao nhưng mà không vui được bởi vì là anh em nhìn có thể thấy là 4 lượt với 9 sao trong khi Queen Worker 4 lượt và 12 sao. Nhòe nhoét luôn. Ok luôn. Ôi ôi, trận này còn tận cả hai bằng nhưng cái kết vẫn thua cho trai bởi game mình thôi. Xin chúc mừng sếp Fulusi. Và đây là một trận có nhân bản hai tàng hình đến từ sếp Juta. Úi dồi ôi. Ôi, xui la lô. Gồng luôn quản giáo kìa. Rất nhiều bom bẫy đã được phá đấy. Đấy. Vâng,
Bạn nhân bản Bloon ở trong tình huống này luôn chứ. Wow. Anh em có thể thấy pha đầu tư rất khét luôn đến từ Juta. Electro hỗ trợ để cứu quản giáo trong tình huống vừa rồi bị em Headhunter xử lý. Úi dồi, ca này, ơ kìa, con Royal kìa. Con Royal kìa, đừng 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 có đi theo nó dụ đấy, đúng rồi, quản giáo tay dài, ui thông minh lắm. Đã bay Tesla giật cho bay luôn, em Queen đang xử lý thanh niên Lava ở khu vực góc 9 giờ. Wow, một góc rất rộng lớn và đại bàng cũng đã ra đi rồi. Hay thật sự. Trận đánh này mang tính chất thủ tục. Bởi vì là bên kia đánh 5 lượt 12 sao mà bên này đánh 4 lượt thôi đã 12 sao rồi. Kinh vào, Royal Champion cũng vào. Ở một trận đánh xui la lô rất nét đến từ sếp Juta. Bay thật sự chứ. Ôi, đầu tư tiếp cái cuồng nộ nữa trong khu vực này. Bốc hết. Úi xời. Chào bạn nhá. Và từng này đơn vị tướng dọn cỗ khu vực nhà chính nó ngọt lịm luôn này. La lô còn chút xíu nữa chứ còn công trình nào mới đâu. Rồi giao bánh thôi. Ơ kìa bạn đóng băng trước. Bạn đóng băng trước mới ghê chứ. Tàng hình nữa. Ấy rồi vâng, sử dụng kỹ năng từ từ thôi. Vâng, không cho em Queen chạy vào. Đúng rồi, để em Queen chạy ngoài. Bởi vì đông mà. Hay thật. Pha xử lý đầy tính kinh nghiệm đến từ Juta. Royal vẫn đang trọt khỏe chứ. Và còn 1 phút mà spell còn cả mớ, quân lính còn cả đống. Thế này thì đôi bạn đỡ kiểu gì. Một trận đánh quá thuyết phục đến từ Queen Walker cũng như là trận đánh chốt của Juta là rất hay luôn. Ok kìa bạn ơi. Úi sời. Queen chưa cả gồng, Headhunter còn 3 con. Chơi thế này thì quá VIP luôn cho Queen Walker anh em nhá.